thấy rõ không? Thấy rõ không? Hiểu không? Tin không? Còn anh nghi ngờ gì nữa? Nghe tiếp. Một lần chưa chịu, lần thứ hai chú chiều mà chú bảo thích thì chiều. Con kính thưa cha ở cộng đồng, con đây là Maria Phạm Thị Thu Hội, con là giáo xứ Giấc Mơ. Con là giáo xứ Giấc Mơ, con đứng đây cùng xin tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã thương con và cứu con thoát chết. Vì một cảnh như tai nạn của con là mới hôm 14 tháng 3 vừa qua, con ở dưới ở chỗ con ấy thì trước ngày thì cứ ở cái cà phê và cứ ở cái trái cây thì đào giếng từ mỗi một nhà từ 2-3 cái giếng, mỗi một cái giếng là sâu từ 30 mét 25 mét, và còn đào cái hầm bên dưới để chứa mỗi một cái giếng như vậy là chứa được tới được 3-4 mẫu. Cho nên là vừa qua con nghe đến chị các chị em bạn con được ở trên lối An cũng vậy, người nơi xuống giếng bên ngay xứ con cũng có nữa, năm ngoái cũng vào giờ này cũng đỡ xuống giếng một anh là người ta đi đuổi sóc, đuổi chồn, đuổi những con thỏ. Và con có đỡ xuống giếng không? Thưa cha, xong rồi con thấy vậy là giữa hôm là sáng là ngày 13 là giáo xứ con có vào giờ tĩnh tâm các bà hiền mẫu là của chúng con con có đi ngày trước ngày hôm sau, con đã bảo thôi nhiều người bị như vậy quá thì thôi con đi ngắm vào xong là con về, con xong rồi con lên trở lên được lên trên giáo xứ con là Dốc Đài, có mẹ Mân Côi ở đấy, ai đi đường qua cũng ngừng lại để xin vâng để mà nếu con không trở lên thế con làm giờ lòng thương xót thêm một giờ nữa thì con mới vào đấy. Khi con vào rừng ấy thì con cũng phá bốn cái giếng của con nó liền nhau cách nhau mỗi cái mà cỡ 2 mét. Một cái giếng nó sâu khoảng 25 mét, con mình phát nó rộng ra để chống cỏ nó lùn nó cao trên cái giếng là khoảng trên đầu con là con phá được 3 cái ở đâu con gốc hết những cái cây trồi ấy đi, những cây trồi nó cao lắm con bỏ ra bờ, còn cái thứ 4 con nào con đang đi che lại con phát chẳng may mà giếng của nó lở. Nó lở thì con nhận con trượt con rơi xuống cái giếng 25 mét, mà trong khi nó rơi xuống trước khi rơi con không biết mà thầy Chúa ơi Chúa lòng thương xót cứu con khỏi chết, thầy Chúa ơi Chúa con kêu 2 tiếng thì con thấy đánh cái ủng một cái rồi để là con rơi hẳn xuống giếng cái ủng một cái con tưởng nó chết rồi, con cứ giơ tay ngược lên con kêu đúng là Chúa đã cứu con mà Chúa đã chặn tay đưa con lên khỏi trên mặt nước thôi, mặt nước dưới đáy lên mặt nước là cỡ 4 mét. Nhưng mà tự dưng tay con với được những hai cái hốc hang để cho họ đào cái lúc họ bước lên. Khi mà con hai chân con cũng với bước vào hai cái hang đó và tay con giữ và đấy là lúc con bị kiểu 9 giờ. Mà đến tới 12 giờ 5 bắt đầu là các anh con rơi xuống đấy cứ kiểu cầu cứu mà con bám được. Cho đến mấy tiếng đồng hồ gần nửa ngày như vậy thì con bám vào trong đấy con sức mạnh của Chúa và đúng là Đức Mẹ cứu con, cố trường vẫn con mình nuôi như vậy, cứ nó bất tới trên con như vậy, cũng như là Chúa Đức Mẹ giữ con lại, không cho con chỉ. Thế là tay con cứ bám vào cho đến là 3 tiếng rưỡi ạ. Như vậy là con đứng ở con cũng mong hỏi con lại Chúa, con xin Chúa lòng thương xót cho nhà con có một người sốt ruột để vào mà biết con ở dưới giếng này mà kêu anh em cứu con lên. Khi mà con lên ấy, cho con lên được cái gì thì anh thì nhà con thì yếu lắm, tay chân thì tay biến một bên hết rồi, nhưng mà vẫn đi xe em ta yếu cũng vẫn đi được liều lắm ạ, sốt ruột quá và thấy con thì tay rất xa, tại sao mà cái giếng lại chặt sạch sẽ như vậy mà lại không ôm cái gì cái cây to mà chấn lên kiểu mà người khác rơi xuống. Rồi nói vậy thì đợi đến ngày thứ giếng thứ 3 đến giếng thứ 4 thì có một gốc cây cơ bùn vỡ. Con nhìn lên thì đâu thấy trời đâu, ở dưới ở trên nhìn xuống chẳng thấy cái người đâu, tối om ra như một vực thẳm sâu vậy. Con tưởng đâu là không nếu không có người thì chắc con cũng ở dưới đấy mất chết mất, nhưng mà có Chúa rồi con cũng cứ bình tĩnh con cầu xin Chúa như vậy mà được như sự Chúa và Đức Mẹ cứu con thật sự như vậy. Là con cứ đứng ở cạnh nhà con đi kêu với anh em bạn điền ở sang họ cứu con là 5 người là thanh niên và là 3 chị phụ nữ nữa là bạn điền họ sang ở chứng kiến, và trong khi thả cái dây gọi là dây bản xuống cho con một khúc cây như vậy để con ngồi vào đó và thả cho con cái võng gọi là võng dù con cột thắt ngang lưng con như vậy, xong rồi con cứ vậy là con cột thật chặt cho họ có cột được không, bảo cột được có phải xuống không, không xuống họ không dám xuống, tối quá họ không xuống mà con là thôi yêu chí Chúa cứu tôi làm được
gọi là khi đưa con lên đến nơi thì em nằm vật ra, cũng kéo con lên đến nơi trong mong anh với lại ba chị bảo là chú là lòng thương xót cứu khiến một cách riêng rất lạ lùng như vậy thì là và thêm chị em cũng tưởng tượng mà cái giếng 25 mét rồi thêm lại 4 mét nước nữa mà chị rất tòm xuống như thế đó từ 9 giờ đến 12 giờ mấy tiếng đồng hồ như thế đó mà hai tay cứ giang ra để mà đón bấm bờ, hai chân cứ đặt ra để chống vào hai bên. Ai mà có thể làm được chuyện đó? Chị bao nhiêu tuổi? Dạ, thưa cha, con năm nay vừa 60 ạ. Vừa 60 nhưng mà sức trai trẻ nữa, cỡ lớn mà anh thanh niên mà 20 cũng chịu nổi không? Chịu nổi không? Làm sao mà chịu nổi? Thấy không? Thứ nhất là cái tinh thần mình hoảng loạn, rồi thứ hai là cái thể xác mình cũng mỏi yếu dần chứ làm sao mình giữ nổi 5 phút, 10 phút chứ. Đây là 3, 4 tiếng đồng hồ như vậy làm sao được, thưa anh chị em. Rồi người ta trên còn không dám xuống, thả dây còn không dám xuống, muốn chi về người ở dưới. Làm sao mà tay chị đang chống hai bên làm sao chị có thể bỏ ra một cột vào cái bóng và để vào cho người ta kéo lên được. Người mới bỏ tay nó rất tỏ xuống thì sao? Thấy không ạ? Thưa anh chị em, rõ ràng chị nói là đúng, chỉ có Đức Mẹ Chúa nâng đỡ. Chúa nói là ta sẽ sai các thiên thần nâng đỡ con, tay đỡ tay nâng để con khỏi vấp chân vào đá. Tin không? Tin. Nếu mà không tin điều này đứng đây làm chứng sao nổi, phải không? Rồi mời con nhận món quà của lòng Chúa thương xót. Có người khác không đó rồi. Rồi con lấy con tặng cho người Sa-lam chúng ta. Con đó chưa? Chưa đó, con tặng cho anh. Anh như bị u gan đó, tặng cho anh nhé. Rồi tặng anh cái máy đó. Anh chẳng thấy không? Quyền năng của Chúa, ơn phúc của Chúa xuống trên những con người. Những cái tâm tối nhất, tuyệt vọng nhất thì chỉ còn có ánh mắt của đức tin mà thôi. Cái hiếu tôi ó như vậy 25 mét mà thấy 30 mét mà nhìn thấy không thấy trời đâu đất đâu cả. Thì nó còn nhìn thấy gì nữa? Không nhìn thấy gì. Chỉ còn nhìn bằng ánh mắt của lòng tin, của đức tin mà thôi. Của lòng thương xót Chúa, Chúa xót thương mình và tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Chúa thì Chúa mới cứu được mà thôi, thưa chị em. Còn con rồi con muốn đi làm chứng chia sẻ.